Mai báo cáo với cả nhà là 40 căn nhà của Mai là quy hoạch nha, thành một cái làng 40 căn luôn, chứ không phải là xây lẻ tẻ ha, xây 40 căn một chỗ luôn. Vừa rồi Mai xin 7 tỷ để mà xây nhà đó, nhưng mà không có đủ. Bây giờ cái số tiền nó phát sinh lên là nó phải tới hàng chục và chục tỷ đó cả nhà, bởi vì một căn như vậy là Mai xây nó kiên cố lắm, xây đẹp lắm. Đẹp mà nhân viên còn bảo là ước gì em là hùng nghèo của sếp mà xây đẹp vậy đó, bởi vì mình xây là xây với bà con ở, chứ xây mà xây lùm xùm nó tồn bà con. Trong vòng 3 tháng phải xong nhà như cả nhà. Nếu có sổ hồng họ lờ bán thì sao, họ bán thì họ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn như cô Mai xây cho họ là 40 căn nhà, họ cũng thích ở họ bán, bởi vì là cái phát tâm của cô Mai là xây cho hồi dân, đó là toàn quyền quyết định của họ. Cái trách nhiệm của cô Mai là thấy họ nghèo quá, cô Mai muốn là ổn định về cuộc sống, nhưng mà bây giờ họ không thích họ bán thì cô Mai phải chịu chứ, cô Mai có quyền hành gì, cô Mai là phát tâm mà à, cho nên cô Mai không có kiểm soát được cái đó, và cô Mai cũng không muốn kiểm soát cái đó. Giống như Mai nói với con trai Mai rồi, mẹ mua cho con cái xe máy, đó là cái phương tiện cho con đi làm. Con thích thì con để con đây, con không thích con bán thì con đi bộ. Mẹ chỉ mua con một lần thôi, làm gì có chuyện mua lần thứ hai, đúng không? Vừa rồi Mai phát tâm 10 tỷ đến 50 tấn gạo thì cả nhà mới thấy trong cái đợt lụt này thôi. Chứ Mai làm nhiều lắm, Mai làm mấy chục năm nay mà. Năm nay là Mai làm hết gần 90 tỷ đó. Đợt này mà phát sinh lên rồi vì giờ đến Tết phải hơn 100 tỷ. Bởi vì Tết nay là cũng phải là lo cho các bà con ăn Tết chứ, vùng sâu vùng xa chứ. Mai đi 4-5 tỉnh lần mà, cái đó phải đi một nơi năm nào vậy chứ không phải năm nay đâu.